Lợi ích sức khỏe từ đậu xanh ít người biết đến. Đậu xanh là thực phẩm giàu các chất chống oxy hóa và dinh dưỡng, vitamin A, C và axit béo omega-3 mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đời sống hàng ngày, đậu xanh được dùng chế biến rất nhiều món vì nó giàu dinh dưỡng và có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Đậu xanh giúp tim khỏe mạnh, cung cấp mangan để sản xuất năng lượng trong cơ thể, cung cấp protein cho người ăn chay giàu chất xơ hỗ trợ việc giảm cân. Dưới đây là những lợi ích từ đậu xanh mang lại cho sức khỏe gia đình bạn. Giúp tìm khỏe Trong đậu xanh chứa các chất kháng viêm và mức cao vitamin B phức hợp có tác dụng tăng cường sức khỏe các mạch máu. Ngoài ra đậu xanh còn giúp giảm mức triglycerides và cholesterol xấu, nên rất có ích cho sức khỏe tim mạch. Điều chỉnh mức đường huyết các chất chống oxy hóa và chống viêm chứa trong đậu xanh có thể giúp ngăn ngừa hoặc đảo ngược tình trạng cơ thể kháng insulin bên cạnh đó đậu xanh còn chứa nguồn carbon hydrat gồm tinh bột đường và chất sơ lành mạnh rất có ích cho bệnh nhân tiểu đường bổ sung chất sắt tự nhiên cho phụ nữ đậu xanh rất giàu hàm lượng sắt và là một nguồn bổ sung sắt tự nhiên rất tốt nhất là phụ nữ đang trong kỳ kỳ nguyệt đang cho con bú và đang mang thai Đậu xanh cũng góp phần làm tăng sự phát triển của trẻ nhỏ, đồng thời cũng làm tăng tỷ lệ trao đổi chất, giúp bạn luôn khỏe mạnh, cung cấp mangan để sản xuất năng lượng. Mangan là một khoáng chất vi lượng trong cơ thể giúp sản xuất năng lượng và bảo vệ chống oxy hóa. Một tách đậu xanh 2 hoặc 3 lần một tuần sẽ giúp năng lượng trong cơ thể bạn luôn được nạp đầy. Cách tốt nhất để ăn là nấu chúng như một món ăn nhẹ với một chút gia vị, cung cấp protein. Rất nhiều người ăn chay bỏ lỡ lượng protein chứa trong thịt và đậu xanh có thể dễ dàng bù đắp được việc thiếu hụt đó. Người ăn chay có thể lựa chọn một bữa ăn với đậu xanh và lúa mì, đây là một nguồn cung cấp protein mà không tăng thêm calo và chất béo không bão hòa. Tăng cường hệ miễn dịch, đậu xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch các chất chống oxy hóa cụ thể là flavonoid, carotenoid, polyphenol chứa trong đậu xanh được chứng minh rất hiệu quả trong việc tăng cường hệ miễn dịch và các chức năng hoạt động của cơ thể. Giảm viêm, tình trạng viêm quá mức có thể gây ra các vấn đề sức khỏe như viêm khớp, bệnh tim và loãng xương. Để giảm nguy cơ bị viêm, bạn nên tiêu thụ đậu xanh vì loại hạt này có tính chất kháng viêm cao, làm tan sỏi thận. Do hàm lượng chất xơ cao, đậu xanh cũng được coi là có lợi cho bệnh nhân sỏi thận. Các chất xơ giúp làm tan những viên đá tự nhiên. Lượng calo thấp, nếu bạn đang cần giảm lượng calo trong chế độ ăn uống, hãy xem xét đậu xanh là những người bạn tốt nhất của bạn. Đậu xanh tươi có rất ít calo, chất béo không bão hòa, giàu vitamin, khoáng chất và vi chất dinh dưỡng thực vật. Giàu chất xơ và giúp giảm cân, đậu xanh giàu cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất sơ hóa tan giúp lại bỏ các chất béo dư thừa trước khi hấp thu vào cơ thể Chất sơ không hóa tan thì giúp kích thích tiêu hóa và chống táo bón Nó cũng làm cho bạn cảm thấy no trong một thời gian dài Hạn chế việc thèm ăn và giúp bạn giảm cân hiệu quả